Cậu nghe tôi nói đây này, tôi là người đầu tiên nắm tay nó, không phải là cậu. Tôi cũng là người đầu tiên bảo vệ nó, không phải là cậu. Nhưng mà người nắm tay nó đi hết đến cuộc đời lại là cậu. Em không may em làm dơ cái nắp vung thôi mà, có gì đâu mà anh chửi em hay thế. Đấy là mày sơ ý đấy nhá. Thế mà mày cố ý ấy, mày dở luôn cái nhà này à? Em đã nói là em không may chứ không phải là em cố ý đâu, mà chưa gì mà đã xuống là nói em như thế. Này anh có nghĩ đến cảm xúc của em không? Hôm nay mày vào bếp mày định nấu nướng cái gì đấy? Nhớ. Này anh đừng có mà khinh thường em, anh nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Em tự làm đấy. Chắc chắn là mày đang nấu ăn cho thằng nào thì mày mới vui thế nhá. Là mà làm gì có thằng nào đâu, anh cứ nói linh thiêng như gì không. Cái điệu bộ này là tao nói là chắc là đúng lắm rồi mà. Em đang nói là không phải mà sao anh cứ gặng hỏi em hay thế nhở? Mà này, chứ tao là anh trai mày, tao phải được biết chứ. Nhưng mà bây giờ em lớn rồi, em cũng phải có cái gì gọi là chút là riêng tư chứ, chứ bây giờ anh cứ hỏi như thế thì làm sao mà thấy được. Mà này, mày lớn rồi mày có khôn đâu, hả? À? Tao mới quan tâm mày có một tí mà mày cứ ngoạc hết cả mồm ra. Không thèm, em cảm ơn anh quan tâm, bây giờ em lớn thì em tự lo cho em được đấy nhá. Bây giờ mày còn bênh người ngoài mày cãi anh mày à hả? Này anh chẳng phải nói như thế, nhưng đấy là tại anh quá quất với em nên là em mới phải như thế thôi. Được rồi, từ nay đừng có khóc về mà chạy bách anh nữa nhá, nghe chưa? Vâng, được thì được. Thèm. Tao sợ mày chắc. Rồi. Đây này. Rồi. À, có đồ ăn rồi. Em làm cả một buổi sáng luôn đấy. Nhưng mà này, có đảm bảo không đây? Có, ăn thử đi. Ôi giời ơi, vị kinh thế. Sao lại kinh được? Có biết làm bánh không đây? Này, em làm cả một buổi sáng đấy, sao lại kinh được? Thì ăn thử xem. Eo ơi, ghê thật nhở. Ui giời, mấy cái món đơn giản như thế này mà không làm được thì làm được cái gì? Thì bây giờ em phải làm như nào? Mà thôi, anh nghĩ là em không làm được mấy món này đâu. Nếu không làm cái này thì em làm cái gì được? Không làm được cái này à? Hay thôi làm kem đi cho dễ. Làm kem á? Nhưng mà em không biết làm kem. Thì không làm được thì thôi, không biết đi chung gì nữa đâu. Không, được. Mà liệu mà làm cho đàng hoàng nhá, làm mà hỏng nữa ấy là không có chung chức gì hết. Rồi, bây giờ em phải em học luôn nhá. Nhanh lên. Tướng ơi, này, bạn ơi, bữa nay có chuyện quan trọng muốn nói với bạn đây này. Này, tôi bảo có chuyện quan trọng muốn nói với bạn mà bạn cứ ngồi im mà không nói gì nè. Cái gì bạn nói đi. Này, thằng tôi vừa thấy thằng Việt Anh nó chửi con mi đấy. Nó khổ thân con bé không như thế. Đã nấu ăn cho nó xong nó còn chê ống chê ẹo. Trời. Này. Hả? Bạn bảo con mi bị ai chửi hả? Thì thằng Việt Anh ấy, nó chê con mi là nấu ăn chả ra cái hồn gì. Thằng này nó còn cả gan chửi em gái tôi. Tôi phải cho nó một bài học mới được. Từ bạn cứ từ. Thằng Việt Anh nó còn bảo nha, đợt này mà con Min không nấu được cái món gì ra hồn nào, nó nghỉ chơi con Mi luôn. Còn kinh thương cái em gái tôi nữa. Thằng này tôi phải tính sổ nó mới được. Bạn ngồi. Bạn cứ như thế bảo sao con Min nó không tâm sự với bạn là đúng. Này, thế bạn nói là tôi phải làm sao? Đứng nhìn người khác chửi nó à? Này, tôi thấy con Mi có vẻ níu kéo lắm, mà nó còn van xin thằng Việt Anh là đừng có làm như vậy với nó ấy chứ. Sao con bé này nó dốt thật đấy. Cả cái làng này có thiếu gì trai đâu. Thì đây mấu chốt ở đây đấy. Ý bạn là gì? Thì là nó quá thích thằng Việt Anh rồi, đúng không? Bây giờ bạn chỉ cần làm gì động đến cái thằng Việt Anh nhá, là nó giận bạn, nó nghỉ chơi bạn luôn. Tại sao tôi lại có con gái nó ngây dại thế này chứ? À, mà tôi còn nghe nói là thằng Việt Anh nó thích ăn kem, nó bảo con Mi làm kem. Nhưng mà con Mi có vẻ là chịu chắc không biết làm đâu. Sao thằng này nó đòi hỏi thế nhở? Đợt này chắc căng rồi. Kem à? Ừ. À này, thế kem là không phải sở trường của bạn à? Đúng, sở trường của tôi. Thì đấy, tốt quá còn gì nữa. Này, sao? Mày dạy con Mi là tôi làm kem nhá. Không, ôi, tôi chịu đấy. Tôi không dạy được nó đâu.
con My nhà bạn khó dạy rồi, không làm được đâu. Bây giờ có mỗi mình bạn là giúp được tôi thôi nhá. Thôi bạn chịu khó dạy con My với, chứ tôi không muốn nó buồn đâu. Đi. Thôi được rồi, nếu cứ để tôi giúp nó không được. Whipping nhá. Whipping là cái gì? Em ơi, sao mà làm cái gì mà công thức như thế này thì bây giờ mình làm sao được? Hé hé. Làm cái gì? Whipping đúng không? Whipping vâng. Ui, chỉ có cái đây mà không biết làm thì tao dạy mày được chưa? Chú. Ừ. Chú dạy cháu. Chứ không tao như là ai? Có học không? Ô cô ơi, chứ tất nhiên là phải học rồi, ai mà lại không muốn chuyên gia dạy chứ. Đợi tao một tí nha. Nhanh chú nha. Rồi. Nghĩ ra thôi, tí thôi. Thôi. Dừng. Dừng. Rồi, chỗ này. Chỗ này bỏ bao nhiêu lít à? Cái tay tôi nhẹ tay thôi. Ít thôi, ai rồi. Đây nha. Rồi. Được chưa? Tí nữa. Rồi. Đây đi. Đây. À, chỗ này à? Ừ. Đây này. Mày phá à? Dạ. Hả? Mày làm mạnh tay thế nó hỏng cái máy của tao rồi còn đâu? Mà đây là tao không may, không phải tao cố ý đâu. À, mà mày không cố ý mà nó ra vậy, mày cố ý nó nát bét luôn à? Hả? Chú nói hai đây này, chú không dạy cháu thì thôi, chứ chú có việc gì chú phải gắt cổng như thế nào. Cái người gì đâu mà cọc cần mà khó tính á. Ờ, tao cọc cần tao khó tính đây. Ờ, nên mà tao không chịu được cái con người như mày nha. Này, cháu bắt chú chịu chưa? Mày quá là tốn, tao tốn thời gian mày tượng ơi. Tôi xin phép nha, tôi chịu nha, tôi không dạy được cái thứ này nha. Tôi đi về. Mà không dạy thì thôi, không phải nói, không phải khó chịu thế. Thì đồ cái thằng cháu đó bạn. Cứ về đây, tôi chịu ấy. Sao mà cái gì cũng khó, món nào cũng khó như thế này là sao nhỉ? Này. Thế mày phải nhất định học nấu ăn à? Đúng rồi, em nhất định em phải nấu ăn cho bằng được, phải học cho bằng được luôn. Thế sao mày phải khổ thế nhỉ? Thế bây giờ mày bảo nhá, mày muốn ăn gì? Hay là thích cái món gì? Cứ bảo tao nấu cho. Không được. Em phải học nấu ăn một cái món ngon nhất. Đến cái lúc đấy nhá, em sẽ được một món quà to nhất và đẹp nhất. Cái thằng Việt Anh nhìn có gì đâu mà làm món ngon tuyệt vời thế hả? Mắt em gái mình nó chắc chắn có vấn đề rồi. Con My nó quá thích Việt Anh rồi. Bây giờ mà ông làm gì ảnh hưởng đến thằng Việt Anh nhá, thì nó giận cho ông, nó không tha thứ cho ông đâu. Tôi nói thật đấy. Thôi được rồi, tao sẽ giúp mày nhá. À đúng rồi nhờ, nhà của ông anh trai nấu ăn giỏi như thế này mà mình lại không nhờ. Tao sẽ giúp mày làm cái món đặc biệt nhất mà ngon nhất, được chưa? Thật không? Đi.
Đây, trời ơi, hấp dẫn cho anh ơi. Này, nhìn như thế này chắc chắn là anh Việt Anh thích lắm đúng không anh? Ai mà biết được. Thôi được rồi, thế bây giờ em bê sang nhà Việt Anh cho Việt Anh ăn thử nhá. Ừ. Ơi! Úi! Làm xong món ăn chưa? Em xong rồi, em vừa xong luôn, em đang định cầm sang nhà anh này. Xin giới thiệu với anh nha. Đây là món chả tôm. Nguyên một cái công sức của em nguyên cái ngày hôm nay đấy. Nướng thì cũng thơm đấy, nhưng mà xấu xí quá. Này, chưa thử đã vội vàng chê rồi. Nhưng mà nhìn nó không hấp dẫn cái gì cả, thật đấy. Bây giờ nhá, anh cứ ăn thử đi, xong rồi anh mới cho em được biết chứ. Anh thử đi, đây. Rồi, có bát có bữa luôn. Này. Anh lấy xem nhé. Dạ. Cái món này nó trắng. Anh cứ ăn đi. Sao? Không ngon hả? Anh ơi không ngon hả? Ngon. Ngon hả? Không ngờ luôn đấy. Thật á? Ngon trời đó. Ơi. Này, thế ngon như thế này, thế bây giờ em đã đi cùng anh được chưa? Em đã đồng hành cùng anh được chưa? Được rồi ạ. Cậu nghe tôi nói đây này. Tôi là người đầu tiên nắm tay nó, không phải là cậu. Đó. Tôi cũng là người đầu tiên bảo vệ nó, không phải là cậu. Đó. Nhưng mà người nắm tay nó đi hết cái cuộc đời lại là cậu, không phải là tôi. Nên là từ giờ tôi sẽ giao nó cho cậu. Nếu có chuyện gì, cậu cũng đừng mắng mỏ. Hãy gọi cho tôi sẽ đến đón nó về. Con Lập, là sao anh? Đưa này đây. Này, từ bây giờ là mày phải thật hạnh phúc, nghe chưa? Ôi trời ơi, anh làm cái gì đấy? Trời ơi, anh đang tào lao cái gì vậy? Anh hôm nay anh bị sao đấy? Anh nói linh tinh gì đấy? Anh có ốm đâu? Này, tao đang tác thành hai đứa mày mà, ốm bao cái gì? Tác cái gì? Sao lại tác thành cái gì ở đây là sao anh? Tác thành gì đấy? Tác thành. Thế không phải là hai đứa mày đang yêu nhau à? Ấy không. Ê. Đây. Bất vẩn. Thế tại sao mày lại nói cho nó? Mà cả mày nữa. Tại sao lại bảo là nếu mà con này nó không nấu ăn được là mày không đi chung nữa cơ mà? Hả? Anh nói đi. Sao đây? Tao dối hết cả lên thế này. Giời ơi, thì ra là cái chuyện đấy. Giời, tưởng cái chuyện gì đấy. Tưởng cái gì? Em và My ấy đang đi thi cuộc thi hùng biện nấu ăn ở trong cái làng này. Đúng rồi. My đảm nhận phần nấu ăn, còn em đảm nhận phần thuyết trình. Thế bây giờ My không nấu được thì làm sao mà đi chung với nhau được nữa? Anh Việt Anh ơi, đúng đấy. Làm sao mà thi được? Cái cuộc thi đấy nha, nếu như mà giải nhất nha là được một cái phần quà rất là lớn và rất là đặc biệt luôn. Nên là anh Việt Anh mới bảo em là phải cố gắng. Mà không được là anh Việt Anh không cho đi cùng đấy. Đấy. Nghĩ tào lao cái gì mà cứ hợp tác. Anh này, anh. Này, anh thì em ấy. Thì ra là thế à? Thế chứ sao? Là tao cứ tưởng. À, em biết rồi, anh chán em rồi đúng không? Anh không muốn nấu cho mặn, anh không muốn lo cho em, không muốn quan tâm đến em đúng không? Bây giờ là... Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? Hiểu lầm, nào được rồi, ăn đi nào. Làm tao cứ, này. Gắp cho em đi. Nào. Trời ơi, đang suy nghĩ xong nói cái gì. Này, ăn đi. Đấy, tôm ngon lắm đấy. Thúy Quỳnh. Ăn đi, công nhận món này ngon thật. Ngon không anh? Món này là món gì nhỉ? Chả tôm. Mà anh này, thế hôm nay cái gì mà cái câu mà nắm tay đi hết cuộc đời với cái gì đấy, anh lấy ở đâu ra mà trên suốt đấy? Tao phải vào là 8 tâm nặng cả một buổi chiều đấy. Ôi trời ơi. Công nhận là nó đen thật. Ôi trời ơi, thôi rồi. Cái bài văn đấy sao anh lấy vợ em sẽ nói lại cho anh nghe. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một comment, một like, một subscribe.